Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nha quý vị. Thì trong cái bản tin là buổi chiều ngày hôm nay, em muốn lên chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái thông tin nó cực kỳ là nóng và cực kỳ là bức xúc cho người nghe luôn quý vị. Theo quý vị cũng biết là cái vụ việc á, là của bà Nguyễn Phương Hằng, thì hiện tại á, là cơ quan chức năng á, là người ta đã ra cái quyết định á, là tạm giam bà 2 tháng rồi đúng không quý vị? Đó, rất là nhiều cô dì chú bác anh chị người ta có biết được cái thông tin này rồi. Nhưng trong một số người á, như một số thành phần như là những cái kênh YouTube dơ, hoặc là một số những kênh YouTube á, mà là chuyên chống phá lại bà Hằng, hoặc là chuyên lên vu khống xuyên tạc, là nói bà Hằng về nhiều cái vấn đề là vu khống, hoặc là nói bà xúc phạm người ta gì đó, thì nói chung thì không biết như thế nào. Thì những hiện tại quý vị cũng biết là cơ quan chức năng người ta đã làm việc với bà rồi, thì bà cũng đã bị tạm giam 3 tháng một lần rồi. Thì tiếp theo á, thì người ta cũng tạm giam thêm 2 tháng rồi, đang đợi cái kết quả là điều tra về cái vụ việc của bà đó. Nhưng quý vị cũng biết cái thông tin anh sắp chia sẻ cho quý vị đây nó cực kỳ là hay và cực kỳ là hấp dẫn đó. Thì hiện tại là bà đang ở trong tù đúng không quý vị, là bị tạm giam đúng không? Thì em cũng nhận được một cái nguồn thông tin là cái kênh đó là anh Thám Tử Cung mình đó quý vị cũng đã lên chia sẻ một cái thông tin nó cực kỳ là sốc của quý vị. Anh ta chia sẻ là bà Hằng á thì xin đi nhập viện rồi, nói bà ở trong đó có cái tình trạng là nóng tính, xì chét, vạo vọ hoặc là muốn quậy quạng gì trong đó. Bây giờ thì muốn xin đi ra bệnh viện để chữa bệnh chữa gì nữa quý vị. Quý vị thấy không? Là anh ta nói những cái vấn đề đó như anh ta biết rõ trong T30 như thế nào. Và anh ta còn biết á là bà Hằng á ở trong T30 ăn uống không được, rồi ngủ nghỉ cũng không được, và hiện tại thì đang ở chung phòng với ba người nào nữa đó. Quý vị thấy không? Đó, hiện tại thì cơ quan chức năng á, người ta đã có giam giữ bà thì có giam giữ thiệt. Rồi người ta có công bố chỗ ở bà có bao nhiêu người không quý vị? Rồi người ta có từng công bố là bà Hằng bị bệnh không quý vị? Rồi người ta có từng công bố là bà Hằng á, là hiện tại là muốn đi bệnh viện để khám bệnh gì không? Hoặc là người ta có công bố là bà bị stress gì không? Đúng không quý vị? Những cái thông tin liên quan tới bà hiện tại là cơ quan chức năng á, là người ta đã không nói ra ngoài rồi. Người ta đang điều tra cái vấn đề này rồi. Nhưng trong khi đó thì anh Thám Tử Cung làm sao anh biết được những cái thông tin này? Rồi làm sao mà anh lấy được những cái thông tin là bà Hằng cho trong T30 sống như thế nào, ăn khổ, ăn cực ra sao? Sao anh ta biết được? Hay là anh ta có người nhà ở trong đó quý vị? Đúng không quý vị? Thì có thể là anh ta có người nhà ở trong đó, ở chung trong đó luôn á, hoặc là ở trong đó gần bà Hằng á, thì anh ta mới biết được là cái vấn đề phát sinh của bà Hằng, hoặc là sinh hoạt hàng ngày của bà Hằng như thế nào. Tự nhiên anh ta lên chia sẻ, anh ta phát trực tiếp, anh chia sẻ một cái clip nó cực kỳ là, nói chung là người ta bức xúc nghe mà không thể chịu nổi được. Quý vị biết đó, cũng rất là nhiều lần rồi. Có một số những cái kênh YouTube khác cũng vậy. Như quý vị cũng nhớ là cái kênh của cô Hoàng Kim Dung không? Hoàng Kim Dung mình đó quý vị. Đó, cô ta cũng từng lên chia sẻ về cái vấn đề bà Hằng ở trong T30 như thế nào, bị bạn tù ăn hiếp ra sao, bị bạn tù chửi rủa như thế nào, hoặc là ở trong trong đó bị bạn tù hành hạ đánh đập, rồi phải van xin bạn tù như thế nào. Nghe rất là nực cười đúng không quý vị? Ủa, nếu mà ở trong đó có ở chung phòng đi, không lẽ ủa xảy ra những cái vấn đề mà bạo lực như vậy, hẳn xảy ra những cái vấn đề mà tranh chấp như vậy, rồi những cái anh công an, rồi những cơ quan chức năng, không lẽ người ta làm thinh đúng không vậy? Muốn bịa những cái câu chuyện nào á, muốn vu khống cho bả thì cũng phải lựa những câu chuyện nào nói có đầu có đuôi một xíu. Tự nhiên lên cái nói là hiện tại bả thì đang bị bệnh rồi, đi xin ra bệnh viện và người ta đang xét việc lại là người ta có cho hay không. Tại vì anh còn phân tích nói trong trại giam á, thì cũng có những anh bác sĩ hoặc là những anh y sĩ gì đó quý vị, người ta cũng sẽ khám những cái bệnh của bà rồi coi có nặng hay không. Nếu có nặng á, thì mới cho bà chuyển đi ra ngoài, rồi bà xin đi bệnh đi ra ngoài khám bệnh khám gì. Nghe em nghe là anh ta lên chia sẻ một cái câu chuyện là thấy là khá là nực cười, khá là làm cho người ta bức xúc, cố tình rõ ràng cố tình lên vu khống hoặc là nói về cái vấn đề bà Hằng. Thì quý vị biết thống này á, là anh ta thì cũng đang chú ý vào cái vấn đề của hai anh nghệ sĩ, hai anh gừng sĩ đó quý vị, là vấn đề là anh Hồng Đăng Hoài Anh đó thì cũng đang tập trung. Thì không biết từ đâu mà anh ta nhận được cái nguồn thông tin thì liên quan tới bà Hằng nữa quý vị. Em nghe những cái thông tin mà anh ta chia sẻ đó là thấy là rất là bức xúc rồi, em mới lên chia sẻ cho quý vị biết cái con người của anh ta đó thì lúc nào á thì cũng là tìm những cái câu chuyện hoặc là tìm những cái vấn đề nào mà nó giật gân để đưa lên trên mạng xã hội hết trơn quý vị.
quý vị thấy không, như là những cái câu chuyện mà liên quan tới Tà Am cũng vậy. Hồi qua em cũng đã chia sẻ cho quý vị và các bạn một clip là anh ta là đã thuê một người nào với giá là 50 triệu ở lên vu khống cho Tà Am, có rõ ràng có cái đoạn ghi âm nó rõ ràng rồi quý vị đó. Anh ta thuê một người nào, anh ta có cái cuộc đối thoại với hai người đó, có đối thoại với người đó, bắt đầu cái thông tin nó bị lòn ra ngoài thì rất là rõ ràng đó. Anh ta dùng những cái chiêu trò kế bẩn mà anh ta gán mà suy nghĩ từng ngày từng chút một đó, để đưa lên để dàn dựng những kịch bản đó, thì rất là rõ ràng đó. Anh ta ghét ai á thì anh ta tấn công vào người đó rất là nhiệt tình. Rồi tại sao về cái vấn đề á, là của hai anh lường sĩ này đó, ở rất là nhiều cộng đồng mạng hoặc là người dân á, người ta quan tâm về cái vấn đề này. Rồi tại sao anh không chia sẻ thật mà anh lại lên tiếng, anh đi ngược về lại với người ta, anh cố tình như vậy đúng không quý vị? Nó rất là rõ ràng là cố tình. Cũng có một số những cái kênh YouTube khác, như là quý vị biết cái cô Bình Heo mình cũng vậy, cũng nó lên tiếng là bênh vực hai cái anh này. Thì cái cô Hoàng Kim Dũng cũng vậy, ngày hôm qua thì cũng đã lên một clip thì phân trần và bênh vực cho hai anh này rất là nhiều. Thì bênh vực cái gì mà bênh vực quý vị, bằng chứng là rõ ràng rồi. Nếu hai người này quý vị thấy đi, nếu không có cái vấn đề gì đó, hoặc là không có như trên báo đài đó, hoặc là vu nói là vu khống cho họ đó, thì họ đã đưa ra những cái bằng chứng, hoặc là họ sẽ làm được một cái buổi mà phát trực tiếp, hoặc là họ sẽ làm một cái clip nào đó ngắn để đưa lên trên mạng xã hội là cho quý vị và các bạn biết là họ vẫn còn bình thường, vẫn ở Việt Nam. Nó rất là rõ ràng, rất là dễ mà, đâu có gì phải khó. Có gì là một mực thì những cái bọn mà YouTube dơ này á, vẫn lên tiếng là bênh vực hết mình, là nói những người này không sai. Rồi bắt đầu thì lập lại cái kế hoạch là quy trình là đổ thừa cho cái cô gái này, thì nghe nó khá là nực cười. Đó, trong khi một người cô ta là một người bị hại, bây giờ muốn trở thành người hại luôn rồi. Quý vị thấy hay không quý vị? Wow, qua những cái lời lẽ là phiến diện của những cái bọn mà YouTuber thôi, là cái cô gái đó thành là muốn thành người hại luôn rồi. Nó rất là hay theo quý vị ha. Bởi vì cái thời buổi mà quý vị đó, thì ai mà nói được cái vấn đề nào đúng quá thì những cái bọn này sẽ đi ngược lại với vấn đề đó. Đó, thì quay lại cái vấn đề là mình nói về cái vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng. Đó, theo quý vị cũng biết là bà thì bị tạm giam 2 tháng thì hầu như thì ai cũng biết rồi. Đó, chứ không phải là ai không biết. Nhưng á, cái vấn đề mà bà bị tạm giam trong T30 mà rất là nhiều thành phần như là những cái kênh YouTube khác á, thì biết cái cuộc sống của bà sống trong đó như thế nào, thì em rất là ngưỡng mộ những người này. Em rất là nể, là tại sao lại biết bà sống trong đó như thế nào. Trong khi đó là cơ quan chức năng người ta có đưa ra những cái thông tin nào không? Đúng không quý vị? Nếu mà cơ quan chức năng á, người ta có lòn những thông tin đó, hoặc là báo chí người ta đăng rầm rộ rồi, chứ không có đợi mà những anh này tự động đưa những cái thông tin lên cho khán giả người ta hay, người ta biết đâu. Người ta có giỏi á, người ta biết được những cái vấn đề đó trước á, thì người ta hãy lên nói về cái vấn đề đó của Tà Am luôn đi, là nói là Tà Am bây giờ trong sạch trong gì đó, người ta lên ta công khai, ta biết trước sự thật mà, đúng không quý vị? Nên có giỏi anh biết trước cái sự thật đó, anh biết trước được cái vấn đề, anh dự đoán được đó, thì anh hay anh nên làm biết gì đó, đúng không quý vị? Đó, thì nói chung thì cái bản tin mà buổi chiều ngày hôm nay thì em chỉ muốn lên là em chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. Thì quý vị có xem kênh thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh với em nha quý vị. Kênh của em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh của em đã mất lợi sức rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì quý vị có xem kênh thì cũng nhớ là đăng ký kênh và nhớ cho em một like luôn nha quý vị, để cho kênh của em nó phát triển nha quý vị ơi, để em còn động lực mà em làm những cái video hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo ạ. Em xin chào và bye bye quý vị. Bye bye.